Ma quỷ chưa siêu xuất hiện bị camera quay được. Địa điểm tại con đường quốc lộ ở sườn đồi Tucadi, nước Tây Ban Nha. Thời gian 9 giờ 30 tối ngày 11 tháng 7 năm 2017. Thông tin được cung cấp tại con đường quốc lộ dọc theo sườn đồi Tucadi này, vào thời điểm 3 tuần trước đã xảy ra một tai nạn thương tâm. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên, trong khi đang lái xe từ công ty về nhà. Theo thông tin từ đội điều tra cho biết, người phụ nữ này lưu thông trên đoạn đường vào khoảng 10 giờ 30 tối. Cùng lúc đó, ở làn đường đối diện là một chiếc xe BMW màu đen. Được biết gã lấy chiếc BMW này đang trong tình trạng say xỉn và chạy với tốc độ khá cao. Cộng thêm việc đoạn đường này rất tối do không được lắp đặt bất kỳ bóng đèn đường nào. Và rồi chuyện thương tâm đã xảy ra. Hắn đã lao xe vào xe của người phụ nữ và hất xe của cô ta ra khỏi lần đường rồi rơi xuống đồi. Những gì chúng ta đang xem trong đoạn video này đã là thời điểm 3 tuần sau đó. Hãy nhìn thật kỹ và bạn sẽ phát hiện một bóng trắng ở lề đường, nơi mà xe của người phụ nữ đó đã lao xuống. Địa điểm tại ngôi nhà bỏ hoang ở vùng quê Sanado, Philippines. Thời gian ngày 29 tháng 8 năm 2015. Thông tin được cung cấp, đoạn video này được một người dùng có tên Ogabo đăng tải trên trang Twitter với dòng mô tả: ngôi nhà này đã bị bỏ hoang 5 năm nay do người chủ trước chuyển đến nơi khác sinh sống. Và thật ra cũng chẳng có gì đáng nói ở đây, nếu như vào một buổi sáng của một năm trước người ta không phát hiện xác chết cứng đơ của lão Ligan nằm chết trên đống cỏ khô kế bên bức tường đổ nát. Theo thông tin được người dân cho biết thì gã ta là một bượm nhậu, gã luôn trong tình trạng say xỉn bất kể là sáng hay tối. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy gã là khi gã đang uống say nằm ngủ bên vệ đường. Theo đội khám nghiệm cho biết có thể lão đã uống rất say và vào ngôi nhà hoang này để ngủ, và có lẽ gã đã chết do nhiễm sương và trúng gió độc. Địa điểm tại nhà ga xe lửa Antrobat ở thành phố Riemen, nước Đức. Thời gian 2 giờ sáng ngày 30 tháng 11 năm 2004. Thông tin được cung cấp, đoạn video này được đăng tải trên trang web Ghost Hotels bởi một tài khoản nạp danh với dòng ghi chú: đây là đoạn video rất lâu về trước tại nhà ga xe lửa Antrobat. Tôi đã từng nghe có rất nhiều vụ tự sát xảy ra tại đây. Một trường hợp hy hữu là của một cô gái có tên Tenladi tự dưng chạy về hướng đường ray khi xe lửa đang đến. Nhưng rất may, cô ta đã được một người đàn ông ngăn lại. Khi hỏi ra thì cô ta không biết mình đã làm gì. Điều này cho thấy những vụ tự tử trước đây có thể cũng đã xảy ra như vậy. Điều đáng sợ là những nạn nhân đều vô thức chạy về phía đường ray khi xe lửa đang tới.
địa điểm tại một con đường nhỏ ở ngoại ô thành phố Makassar, Indonesia. Thời gian 12 giờ tối ngày 7 tháng 8 năm 2015. Thông tin được cung cấp. Đoạn video này được một người dùng có tên Ben Cardo đăng tải trên trang Facebook cá nhân với dòng mô tả: tại chính con đường này vào một năm trước, những người dân sống gần đây có lẽ sẽ không bao giờ quên một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Một chiếc xe tải bị đứt thẳng và chạy với tốc độ cực nhanh trên con đường này. Khi chạy đến đây, xe của hắn đã đụng và cán ngang một người đàn ông trung niên. Khi ông ta đang băng qua đường, người đàn ông này chết ngay tại chỗ và chiếc xe tải chỉ ngừng lại khi đụng mạnh vào căn nhà bỏ hoang ở cuối con đường. Và những gì chúng ta đang chứng kiến bây giờ, không còn gì có thể phủ nhận, đó chính xác là hồn ma của người đàn ông xấu số đó. Và ông ta đã ở đây cho đến tận bây giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới để mọi người được biết. Hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ Chuyện Đi Kỳ bạn nhé.